Từ đầu năm 2012, sau 5 lần điều chỉnh giảm với mức tổng là 3.200 đồng một lít, thì đây là lần thứ tư xăng tăng giá, với tổng mức tăng là 4.300 đồng một lít. Lần tăng gần đây nhất là ngày 20 tháng 7, giá xăng tăng 400 đồng một lít sau khi doanh nghiệp được cơ quan quản lý cho phép tự quyết giá bán. Sau khi tăng, giá xăng RON 95 sẽ có mức giá mới là 22.400 đồng một lít, dầu diesel có mức giá mới là 20.800 đồng một lít. Trong khi đó, dầu hỏa và dầu mazut sẽ lần lượt có giá là 20.650 đồng một lít và 18.150 đồng một kg. Tính tổng 9 lần thay đổi thì giá xăng tăng không nhiều so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, giá xăng liên tục thay đổi lại khiến cho người tiêu dùng có cảm giác giá xăng bị đội lên cao. Cứ lúc thì lên, lúc thì xuống, mà nhất là xuống thì đừng tí ti mà tăng thì lại nhiều, thì đâm là cái người tiêu dùng nó cũng không thoải mái lắm. Nói chung là tôi là cái người dùng thì tôi thấy nó quá là đắt. Nhưng mà cái giá xăng mà cứ lên như thế này thì cái nỗi khổ của người lao động rồi tất cả các cái cước vận tải nó đều lên thì cái người công chức đi làm là khổ nhất. Khi quyền tự chủ giá xăng dầu được trả về cho các doanh nghiệp đầu mối cũng là lúc mỗi nơi tăng giá vào một thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, đại diện một đơn vị xăng dầu cho biết không nên quá nặng nề chuyện tăng giá xăng dầu sớm hay muộn, bởi theo Nghị định 84 của Chính phủ thì xăng dầu dần sẽ theo thị trường. Và khi đó người tiêu dùng sẽ có quyền lực chọn mặt hàng xăng dầu mà họ cảm thấy yên tâm nhất, đó là sự cạnh tranh sòng phẳng. Ngoài ra, có khả năng những doanh nghiệp do có mạng lưới đại lý rộng lớn nên thủ tục văn bản lâu hơn, khiến cho thời điểm tăng chậm hơn.